Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt sẽ cùng bạn dùng thử chiếc máy sấy tóc của hãng Rowenta. Chiếc máy này có tên là Studio Dry, công suất khá là lớn 2.300W và đặc biệt là nó còn tạo ra cái ion. Đây là ion âm sẽ giúp trung hòa điện tích tĩnh trên tóc và giảm xoăn tóc. Trên thân máy chúng ta thấy có khá nhiều chức năng, thì lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Công suất là 2.300W và có rất nhiều chức năng. Đây, cái biểu tượng nhiều chức năng này. Còn mã sản phẩm là CV5830 dành cho thị trường châu Âu. Đây là các cái tính năng của cái máy sấy tóc này. Họ ghi như này là dùng cho các salon tóc nhưng mà dùng cho gia đình thì càng tốt hơn. Để đóng gói thì chúng ta sẽ có cái máy sấy tóc kèm theo là các cái phụ kiện. Rồi, giấy tờ sử dụng cũng khá là nhiều. Có phiếu bảo hành rồi các cái hướng dẫn sử dụng, tuy nhiên không tiếng Việt. Phụ kiện chúng ta sẽ có các cái đầu để các bạn làm kiểu tóc. Đây là vừa hút vừa chải tóc đấy. Thì cái này tùy thuộc vào cái nhu cầu, các bạn sẽ chọn cái đầu nào lắp vào cái máy sấy tóc này và sử dụng. Ngoài ra chúng ta sẽ có cái phần màng lọc ở phía sau. Khí trước khi nó đi vào máy sấy tóc ấy, để phòng là có những cái vật cứng đi vào làm hỏng máy. Đây, cái phần phía sau đấy. Thiết kế thì cũng giống như cái máy sấy tóc khác thôi, tuy nhiên có vẻ là to hơn bình thường. Bạn sẽ lắp cái lưới này vào đây, ấn vào là được, và có thể tháo ra để vệ sinh. Đây là thông số kỹ thuật của máy, có công suất là 2.300W. Với mã số, các tiêu chuẩn của nó đạt tiêu chuẩn châu Âu, các bạn yên tâm về chất lượng. Đây, phần cửa ra này. Đây, có cái nút này, nút để thổi gió mát. Chúng ta hai công tắc, đây công tắc điều chỉnh nhiệt độ này, có 3 chế độ. Đây, công tắc điều chỉnh tốc độ quạt. Bây giờ tôi sẽ cắm điện để dùng thử. Cái này sử dụng điện 220V. Ok. Bình thường để số 0 ở phần quạt là tắt này, các bạn bật lên. Tôi sẽ số 1, số 2. Các bạn thấy số 2 thì rất là mạnh. Còn phần trên là công tắc nhiệt. Chúng ta sẽ 3 chế độ nhiệt. Thấp này, trung bình và cao. Thì cái nút này là nút để thổi gió mát, có thể đang sấy nóng nhưng mà bấm nút đấy thì nó sẽ thổi gió mát. Gió rất là mạnh thì sẽ giúp bạn sấy tóc nhanh hơn, hiệu quả hơn. Khi sử dụng thì các bạn có thể dùng các cái phụ kiện đi kèm. Ở đây là cái tán gió thì theo phương ngang cũng sẽ hiệu quả hơn. Gắn này nó sẽ dính vào đấy. Và chúng ta có thể dùng cái phụ kiện này để vừa sấy vừa chải tóc này, cũng gắn vào như vậy, có cái khe đấy, gắn vào cho xoáy phân phối gió rộng hơn. Các sử dụng rất đơn giản. Để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc máy sấy này, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.